Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách xóa mật bút bi ha. Đây là mật bút bi nha. Rồi, cách xóa mật bút bi này rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần chuẩn bị một cái bông tăm như thế này ha. Đây, đây là bông tăm. Rồi, thì các bạn sẽ chuẩn bị thêm một loại nước. Đây, đây là nước rửa tay acetone nha. Đây, rồi các bạn sẽ thấm một miếng acetone vào trong cái đầu bông tăm. Rồi sau khi mình tẩy cái vết mực này á, thì nó đã bay ra hết này các bạn ha, bằng nước acetone đó. Mình thấy không, các bạn chỉ cần để cho nó khô hẳn đi thì nó sẽ không còn thấy nha, nó sẽ còn hơi mờ mờ thôi nha các bạn nha. Rồi mình hy vọng video này sẽ mang lại thật nhiều bổ ích cho các bạn. Nếu các bạn cảm thấy video mình hay và bổ ích á, thì các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký để ủng hộ kênh của mình để phát triển các bạn nhé. Và các bạn cũng đừng quên ấn nút chuông để không bỏ lỡ những video mình ra hàng ngày là 8 giờ sáng nha các bạn nhé.